Xin kính chào các bạn vị thưa anh chị nông tôn sử sơ gôi sơ bóng đá. À vâng, thưa các bạn, là mọi người đã biết là mỗi khi mà chúng ta có ý định mua điện thoại mà phụ huynh đi mua thì nó sẽ có một cái hậu quả, à chết nhầm, nó sẽ có một cái kết cục rất là tuyệt vời. Và đây là một trong những cái thành phẩm như vậy, chiếc Juno S6 của Mastel. Chắc hẳn là nhiều bạn cũng đang thắc mắc, đây là cái con gì? Sao lại có con này nhỉ? Nó giá bao nhiêu tiền? Hôm nay mình sẽ giải đáp cho mọi người. Và ông cháu nhà hàng xóm mà chơi thân với ông nội rồi cũng như là cạnh nhà bên cạnh thì vừa mới mua được con này vì đơn giản là phụ huynh thích con này. Bạn biết tại sao ạ? Vì khi mua các bạn sẽ tặng 1 năm đọc sách miễn phí của một phần mềm, đó là sách chuẩn Bbox. Và đã mua cho con cháu rồi mỡ lỡ mồm mà có xin mẹ bảo là mẹ cho con mua smartphone về để học ấy, thì kiểu gì bị fan cho cái này vào đầu thì các bạn phải khóc thôi. Mình là fan của MU nên mà vừa mới tải thử cuốn sách của chú Tư về đọc. Nên trong phần của Arsenal ấy, các bạn sẽ được đọc các cái phần mềm sách ở trên này hoàn toàn miễn phí trong vòng 1 năm. Như vậy, như bạn nào mà xin phụ huynh mua smartphone về để học á thì thôi, ăn cái quả này là đúng chuẩn bài luôn. Và ngoài ra chiếc máy này ấy, thì các bạn không biết tại sao phụ huynh mua, vì thứ nhất nó là hàng chính hãng, xong rồi đây lại là sản phẩm mà của thương hiệu Việt Nam. Thế nên mà các phụ huynh mà nghe đến thương hiệu Việt rồi hàng chính hãng thì mua rất là dễ dàng. Đây, bây giờ mình cho các bạn xem vỏ hộp. Phụ huynh rất dễ bị thuyết phục bởi những điều sau. Một, bạn nhìn xem, cũng cả máy đa kép như ai đấy, mà đây phân khúc giá chỉ có 3 củ nhá, cảm biến vân tay 1 chạm đấy, rồi cũng ram 2GB, rồi ROM 16GB. Phụ kiện xem à, mua nó còn được tặng kèm như là ốp lưng cao cấp, kính cường lực, rồi gậy selfie. Nói chung là với tiêu chí phụ huynh chỉ cần là hàng Việt, hàng chính hãng, sau đó được nhiều quà tặng, sau đó quảng cáo thêm mấy quả camera kép là bị thuyết phục hết. Mình sẽ đồng hồ thử xem anh em nhá, có cục sạc, có tai nghe, có cáp kết nối. Đấy, trong hộp chúng ta sẽ có một cái ốp cao su. Như các bạn thấy đây, một bộ chuẩn phụ kiện của cái chiếc Mastel này. Rồi, bây giờ mình sẽ nói về chiếc điện thoại này cho anh em xem. Nói thực ra mình rất ít khi làm mấy cái điện thoại kiểu như này, chủ yếu làm mấy cái hãng kiểu Samsung, Sony các thứ thôi. Nhưng mà lâu lâu đổi gió cho mọi người có thể thấy được thương hiệu Việt mình đang làm cái gì. Có logo của Juno S6 được thiết kế bởi tập đoàn đó là Mascom. Mastel này như vậy là nó là sẽ của Mascom. Ta sẽ có cụm camera sau với đèn flash LED này, trên dưới bằng nhựa và ở chính giữa này. Có vị gì mặn mặn cái tay thế nào vừa đi vệ sinh cầm này. Và phần giữa này chính là xác là làm từ kim loại. Phần khung của nó thì sẽ làm bằng nhựa. Cạnh phải sẽ có là phím nguồn này, khay chúng ta có thể đựng sim và thẻ nhớ. Bên trái là phím đo giờ âm lượng. Chắc chắn bên dưới không thể nào khác, đó là cổng sạc và cũng như loa ngoài mic thoại để làm cân đối. Bên trên có dây cắm nghe 3.5mm. Nói chung chiếc máy này ấy, nó chẳng có gì chút nổi trội về bên ngoài, bởi thiết kế nó sẽ tương tự như những sản phẩm khác. Các bạn thấy đây, vân tay rất nhạy nhá. Vân tay đặt vào một cái là chúng ta có thể mở khóa luôn. Tuy nhiên tốc độ không nhanh lắm, bạn nhìn này. Đó. Sau khi mình bỏ tay ra rồi, nó mới xuất hiện. Vân tay thì vẫn nhận bình thường, nhưng mà tốc độ có vẻ như là khá chậm với hiện tại nếu mà so với những cái đối thủ mà đến từ thị trường Trung Quốc mà họ hay sử dụng vân tay phía sau lưng. Nó nhanh hơn khá rõ rệt so với chiếc smartphone này. Chúng ta cũng sẽ có đa nhiệt bên trái và back ở bên phải. Màn hình của máy sẽ là màn hình Full HD IPS khá là gắt, trong tầm phân khúc giá cũng 2990. Trang bị luôn cho màn Full HD thay vì chỉ là màn HD. Và với kích thước là 5.5 inch thì cái màn hình này cũng đem lại độ sắc nét, là nói chung là nó cũng không có gì nổi trội, nó sẽ đem lại cho ta những cái trải nghiệm khi nhìn vào cái bình thường cũng ok. Nhưng các bạn nhìn xem viền màn hình màu trắng và nó bị lộ ra các cái viền đen ở bên trong nên làm cho sự thẩm mỹ của nó giảm đi một cách rõ rệt. Và mình còn nhìn thấy bên trên này còn hơi bị hở sáng nữa. Đối với chiếc máy này thì với phân khúc 3 triệu đấy thì mình thấy khả năng hoàn thiện về cả màn hình hay là cũng như là phần cứng ở xung quanh thì không ngon bằng so với những cái đối thủ kia. Về cấu hình thì nó đang sử dụng cho ta là một con chip MediaTek, chúng ta sẽ có 2GB RAM và 16GB bộ nhớ. Đấy, mình vừa nói với các bạn rồi. Và về cái phần mềm ở bên trong thì nó chạy trên Android 7 và sử dụng một cái launcher và giao diện là khá nhẹ nhàng. Có thêm một số các cái tùy chọn như là chế độ đơn giản để chuyển về như này. Đấy, nếu mà mẹ mua về cho bạn mà bạn không dùng được thì bạn tặng lại cho mẹ thì nó dùng được đúng kiểu thế này luôn. Chuyển về cái giao diện là to đùng để các bạn có thể dễ dàng nghe gọi nhắn tin cho người khác. Đó, các bạn thấy là một trong những cái chế độ rất quen thuộc và được nhiều người sử dụng. Bây giờ tắt cái chế độ này đi kiểu gì. Và bây giờ mình sẽ thử luôn một trong những cái quan trọng, đó là cụm camera kép phía sau. Ở đây là giao diện chụp hình của nó, thì giữ của những cái máy chạy MediaTek các bạn thấy cũng có lựa chọn HDR, đèn flash, các thứ, các kiểu. Và chúng ta sẽ có một chế độ công tắc chuyển sang chế độ chụp hình số phông, blur. Đấy, blur giữ nguyên tiếng Anh luôn. Và khi bạn chụp hình thì chúng ta sẽ có kéo một cái thanh, khi chúng ta đo nét xong chúng ta sẽ kéo để chỉnh cái mức độ mờ của nó. Đây là một số tấm mình chụp thử, thì thực sự là cái này là phụ thuộc quá nhiều vào phần mềm, nó không phải là phần cứng ghép từng này tiền mà lại còn làm chụp ảnh cho phong một phần cứng được thì chắc là tiền ít, người ta lại đòi hít quá thơm rồi. Khi mà mình chụp thử thì lấy nét của nó không thực sự tốt, như các nhân vật này zoom vào áo hay đầu tóc, kể cả bàn phím màn hình này, khi mình zoom vào cảm giác như kiểu có một lớp xương, như kiểu là máy không thể đo được nét vậy. Và sản phẩm này sẽ có dung lượng pin là 3000 mAh,
Nói chung tự lại thì có một chiếc máy thương hiệu Việt kiểu như này thì nó sẽ đem lại anh ta những cái ưu đãi và những khuyến mại khá đặc biệt như kiểu mình vừa nói các bạn ấy. Bây giờ Trọng Boeing đang ngoài hàng mua tặng cho các bạn, vì đơn giản nó sẽ có tận 1 năm để các bạn có thể đọc sách bản quyền hoàn toàn miễn phí. Xong rồi còn có thêm những cụm camera kép cũng như thật trong phân khúc giá này. Rồi vỏ thì kim loại, máy thương hiệu Việt. Nhưng rõ ràng xét thực tế ra mà nói, màn hình của nó thì chúng ta sẽ thấy viền đen, cấu hình cũng không có nổi trội hơn so với một số tên tuổi khác trong phân khúc giá 3 triệu đồng này. Và các bạn nghĩ sao về chiếc smartphone mà mình vừa trên tay chia sẻ với anh em? Và các bạn có ý định là để cho phụ huynh tự ra hàng mua điện thoại về tặng các bạn hay không? Hãy comment chia sẻ kiếm bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Ô, thằng Tú thoát rồi kìa.